xác minh clip tố ba công an bắn nhầm dê của dân ở Hà Nội. Cụ thể, chiều 26 tháng 6, mạng xã hội xuất hiện clip phản ánh về việc nhiều người tại xã An Phố, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội vây quanh chiếc xe ô tô con màu đỏ vì cho rằng những người trong xe bắn và lấy dê của người dân trên địa bàn. Theo clip ghi lại, người dân phát hiện trong cốc xe ô tô có chứa dê đựng trong bao tải. Người dân quay hình ảnh trên xe có vật giống như súng, có ống ngắm. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý sự việc. Tối 26 tháng 6, trao đổi với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết, sự việc dư luận đang quan tâm là có. Theo thông tin ban đầu, vụ việc liên quan đến ba cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa. ba người này đi bắn chim vào giờ nghỉ trưa và bắn nhầm dê của người dân thả trên núi thuộc địa bàn xã An Phú. Chúng tôi cũng đã yêu cầu công an huyện xác minh giải quyết sự việc theo đúng quy định của pháp luật. Vì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện thông tin, về phía xã An Phú, lãnh đạo xã này cho biết, sau khi nhận được thông tin đã có mặt để tiến hành lập biên bản hiện trường, đồng thời đảm bảo an toàn khu vực xảy ra sự việc, không để người dân có hành động quá khích. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc. Giật mình với đĩa rau muống có giá 120.000 đồng ở Phú Quốc Sau những ồn ào về nạn chặt chém, người đứng đầu các cơ quan chức năng Phú Quốc đã vào cuộc và đưa ra nhiều cam kết cải thiện tình hình. Tuy nhiên, khi trở lại Phú Quốc vào dịp cuối tuần vừa rồi, chúng tôi vẫn chứng kiến việc chặt chém du khách xảy ra. Tình trạng này không chỉ diễn ra ở các hòn đảo vắng hay xa trung tâm mà hiện diện ngay tại khu chợ đêm Phú Quốc nằm sát nách trụ sở cơ quan chức năng thành phố Phú Quốc. Giá cả các quán ăn ở đây vẫn ở mức khó tin. Ghẹ luộc loại 6 con 1 kg có giá 650.000 đồng 1 kg. Mức giá này thậm chí còn cao hơn một số nhà hàng bậc trung ở thành phố Hồ Chí Minh và rất khó chấp nhận vì ghẹ là hải sản được đánh bắt tại Phú Quốc. Dĩa rau muống xào với dầu giá 120.000 đồng. Sau khi tính tiền, một người đi cùng đoàn đã ví von rằng giá ở đây như sự thách thức bất chấp sự can thiệp của cơ quan chức năng. Đây không phải là trường hợp cá biệt, Giá nhiều món ăn khác ở Phú Quốc cũng ở mức không thua kém những quán xá ở địa bàn đắt đỏ như quận 1 thành phố Hồ Chí Minh khi phần ăn sáng lên đến mức 60 đến 70 000 đồng, dù rằng chỉ là phở bò và bánh canh cá biển. Phẫn nộ cặp vợ chồng ở Hải Phòng kiếm lời từ buôn bán độc dược. Ngày 26 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng cho biết đã tra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tạm giam đối với hai đối tượng Nguyễn Đăng Tuấn sinh năm 1991 và Lý Thị Trang sinh năm 2002 để điều tra xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an huyện Thủy Nguyên phát hiện khu vực xã Tân Dương xuất hiện một số đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy đi sâu xác minh những kẻ có hành vi kiếm lợi từ thứ độc dược chết người là cặp vợ chồng Nguyễn Đăng Tuấn và Lý Thị Trang. Để đối phó với cơ quan chức năng, cặp vợ chồng này chủ yếu liên lạc với khách qua điện thoại, đồng thời liên tục thay đổi địa điểm giao hàng để chấp nhóm giao dịch. Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã ra lệnh bắt khẩn cấp đôi vợ chồng cùng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 5,89 gam ma túy dạng ketamin, 28,18 gam ma túy dạng khác, một xe máy, ba điện thoại di động. Công an huyện Thủy Nguyên hiện đang tiếp tục củng cố hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm hai đối tượng theo quy định. An ninh thắt chặt tại phiên tòa xét xử năm cựu tướng cảnh sát biển Sáng ngày 27 tháng 6, tòa án quân sự thủ đô xét xử 7 bị cáo, nguyên là lãnh đạo sĩ quan thuộc bộ tư lệnh cảnh sát biển về tội tham ô tài sản, dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày. Từ sớm lực lượng quân đội, công an đã có mặt đảm bảo an ninh trên phố Tô Vĩnh Diện. Trụ sở tòa án quân sự thủ đô, người tham gia phiên tòa phải qua hai lần kiểm tra an ninh với máy soi chiếu tại tòa thư ký thông báo vắng mặt hai luật sư và một số người làm chứng đại diện viện kiểm sát cho rằng họ không thuộc trường hợp bắt buộc nên tiếp tục xét xử các bị cáo và tám luật sư có mặt không có ý kiến khác nên triều tọa phạm minh khôi tuyên bố không hoãn tòa vụ án có bảy bị cáo thuộc cảnh sát biển gồm các cựu trung tướng nguyễn văn sơn hoàng văn đồng lần lượt là cựu tư lệnh và chính ủy cảnh sát biển doãn bảo quyết cựu thiếu tướng cựu phó chính ủy phạm kim hậu cựu thiếu tướng cựu tham mưu trưởng Bùi Trung Dũng, cựu thiếu tướng, cựu phó tư lệnh, Nguyễn Văn Hưng, cựu đại tá, cựu phó tư lệnh, Bùi Văn Hoài, cựu thượng tá, cựu phó phòng tài chính, bộ tư lệnh cảnh sát biển được xác định là bị hại trong vụ án với đại diện tại tòa là đại tá Phạm Văn Đạt. Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc khiến 8 người thiệt mạng tại Chile, ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày 26 tháng 6 trên tuyến cao tốc vùng Mao, miền Nam Chile. Theo thông báo của sở cứu hỏa San Xavier thuộc vùng Mao, một xe bán tải dừng bên đường do bị hỏng máy. Khi đến địa phận lân cận đô thị San Xavier, những người trên chiếc xe thứ hai đã dừng lại để hỗ trợ. Xe thứ ba di chuyển với tốc độ cao, bất chấp sương mù và đường trơn trượt, đã đâm vào hai chiếc xe này. Vụ tai nạn khiến 7 người thiệt mạng tại hiện trường và một người tử vong trên đường đi cấp cứu ba trường hợp bị thương đã được đưa tới các bệnh viện gần đó. Một quan chức thuộc Sở Cứu Hỏa cho biết vụ tai nạn xảy ra tại một khúc cua rất nguy hiểm trên cao tốc. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong những ngày qua, vùng này đang hứng chịu hàng loạt trận mưa xối xả và lũ lụt khiến hàng trăm người phải di dời. Gia tăng lũ bất thường tại Đà Lạt Những con suối trong lòng Đà Lạt là đường thoát nước tự nhiên cho phố núi, Vậy nhưng, rất nhiều con suối, đoạn suối hiện tại đã thu hẹp. Nhiều khu đất sản xuất nhưng lại bị bỏ hoang, dù rằng khu đất nào cũng được đầu tư nhà kính khá bài bản. Bà Nguyễn Thu Anh ở phường 9, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Trần Trừ không dám trồng lứa rau mới bởi bà đã bị thất thu nặng trong lứa rau vừa rồi. Hôm 27 tháng 5 vừa qua, nước từ suối Mê Linh, phường 9, thành phố Đà Lạt đã tràn vào khu vườn nhà bà Anh, nước dâng cao đến nửa người. Dấu tích đợt ngập lục đến giờ vẫn còn và đến giờ nhiều nhà vườn vẫn chưa thể đầu tư canh tác trở lại bởi đã mất sạch vốn. Cũng trong đợt lục cuối tháng 5, dọc theo suối Mê Linh, không dưới 100 nhà dân đã bị nước tràn vào. Do nước ngập nhanh nên nhiều gia đình không kịp di dời đồ đạc. Điều mà người dân ven suối Mê Linh lo ngại là càng ngày ngập lục càng xảy ra thường xuyên, trong khi đó trước đây rất hiếm khi xảy ra. Nguyên nhân được cho là từ con suối Mê Linh đã bị biến dạng. Trên địa bàn thành phố Đà Lạt có trên 20 dòng suối, có chiều dài hơn 4 km, toàn bộ đều là suối đầu nguồn thuộc lưu vực sông Đồng Nai. Những con suối trong lòng Đà Lạt thường là đường thoát nước tự nhiên cho phố núi, vậy mà rất nhiều con suối, rất nhiều đoạn suối đã thu hẹp đến mức nhìn vào ai cũng hiểu vì sao nước lại thoát rất chậm bán cả đất trồng lúa do xã quản lý, lừa đảo 1,7 tỷ đồng. Ngày 27 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Thiện Anh Tuấn, 47 tuổi, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, từ ngày 6 tháng 8 năm 2019 đến ngày 7 tháng 1 năm 2020, Tuấn đưa thông tin gian dối về việc có khả năng chạy thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đặc biệt là chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất hoa màu thành đất ở. Cụ thể ngày 6 tháng 8 năm 2019, tuấn bán cho ông T một lô đất ở xã Hòa Châu với giá 880 triệu đồng, đồng thời cam kết trong 6 tháng sẽ làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với chi phí 400 triệu đồng. Ngày 10 tháng 10 năm 2019, tuấn bán tiếp cho ông T lô đất tại xã Hòa Tiến với giá 1,7 tỷ đồng cũng trong tháng 10 năm 2019, Tuấn bán thêm cho ông T lô đất ở xã Hòa Tiến với giá 1,6 tỷ đồng, cũng cam kết như trên. Sang tháng 1 năm 2020, Tuấn bán hai lô đất tại xã Hòa Tiến với giá lần lượt 1,4 và 1,5 tỷ đồng cho ông T và bà P. Tương tự như các lô đất trước, Tuấn ra giá chạy giấy tờ, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất hoa màu thành đất ở với chi phí 400 triệu đồng một lô. Tuy nhiên, ông T, bà P chờ đợi mỏi mòn vẫn không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên tố cáo. Cơ quan điều tra xác định Tuấn đã nhận của ông T, bà P tổng cộng 1,7 tỷ đồng. Nhưng thực tế Tuấn không làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà đã dùng tiền đầu tư và thu lỗ. Về nguồn gốc, năm lô đất nêu trên là đất trồng lúa, đất hoa màu, đất hoang thuộc quản lý của Ủy ban nhân dân xã Hòa Châu, Ủy ban nhân dân xã Hòa Tiến không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. New York Times, Ukraine mất 17 xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley Tờ New York Times dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ, cuộc phản công của Ukraine đã khiến nước này mất 17 xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley do Mỹ viện trợ kể từ ngày 4 tháng 6 cho đến nay. Cũng theo nguồn tin này, những chiếc xe đã bị phá hủy hoặc hư hỏng nằm trong số 113 chiếc Bradley của Mỹ viện trợ cho Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố phá hủy hàng trăm xe tăng và xe bọc thép của Ukraine kể từ khi Kiev bắt đầu chiến dịch phản công, trong đó bao gồm các phương tiện do phương Tây viện trợ. Tờ New York Times nói thêm, mối đe dọa lớn nhất của quân đội Ukraine khi phản công là vượt qua bãi mìn của Nga. Địa hình bằng phẳng và trống trại ở đông nam Ukraine đang khiến cho cuộc phản công trở thành một công việc khó khăn. Quân đội Ukraine không có nơi nào để ẩn nấp trước hỏa lực khi tiến vào phòng tuyến của Nga. Ngoài những bãi mìn, trực thăng tấn công K-52 của Nga cũng là mối đe dọa với mọi phương tiện bọc thép Ukraine. Trực thăng Nga có thể thực hiện tập kích vào đoàn xe Ukraine từ khoảng cách hơn 10 km, nằm ngoài vùng phòng không Ukraine. Do đó, cuộc phản công của Ukraine đang bị chậm hơn so với kế hoạch ở một số khu vực và họ buộc phải tiến từng bước một để đánh giá lại chiến thuật. Bài viết của New York Times cho biết thêm, các lực lượng Ukraine cho đến nay chỉ mới tiến đến vòng ngoài của tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Trong khi đó, các quan chức ở Kiev, bao gồm cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đều đưa ra những tuyên bố cố gắng trấn an công chúng rằng chiến dịch phản công vẫn chưa đến giai đoạn quan trọng. Cam sành Vĩnh Long rớt giá, nhà vườn thương lái đều gặp khó, hơn 10 ngày qua giá cam sành tại Vĩnh Long giảm từ 1 đến 2.000 đồng một ký so với tháng 5 năm 2023. Hiện giá cam sành loại đẹp được thương lái thu mua ở mức từ 5.500 đến 6.500 đồng một ký. Trồng hơn 1 hectare cam sành vừa bán với giá 6.000 đồng một ký, ông Lê Anh Khoa cho biết từ vụ cam trước giá rẻ nên nông dân chúng tôi ít chăm sóc, thành ra cam đẹp chỉ đạt 50%, số còn lại là cam bi, không được thương lái thu mua, đành phải bán rẻ hoặc tìm lái mua đi ở tỉnh, chợ quê. Đợt cam sành nhà ông Khoa đạt gần 7 tấn một công, 1.000 m2, nhưng chỉ bán được hơn 3,5 tấn, giá 6.000 đồng một ký. Số còn lại thương lái chỉ thu mua với giá 1.500 đồng một ký. Tính hết cũng được có hơn 26 triệu đồng một công, lỗ gần 5 triệu đồng một công, ông Khoa cho biết thêm. Theo nhiều nông dân trồng cam ở huyện Trà Ôn, Vĩnh Long, thực ra việc thương lái thu mua cam sành với giá thấp như hiện nay đã được nhiều nông dân đoán trước. Hàng năm vào chính vụ và mùa mưa, rất tiêu thụ trên thị trường giảm, kéo theo giá cam sành tại vườn cũng giảm. Thương lái Đặng Văn Diện ở xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long thông tin. Thời điểm này đồng bằng sông Cửu Long đang vào chính vụ nhiều loại trái cây nên người dùng có nhiều sự lựa chọn. Thêm nữa, mùa mưa trời mát, không cần phải dùng nước cam giải khác như lúc cao điểm nắng nóng đầu năm. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.